Chào bạn, mình là Ngọc Mai La Visa, chuyên gia chăm sóc sức khỏe làn da. Thông qua hệ thống sản phẩm, các buổi hội thảo và các buổi tư vấn trực tiếp, Mai đã giúp cho hơn 4.000 chị em phụ nữ có được một làn da khỏe và trẻ hơn so với tuổi thật. Mai vẫn nhớ như in một trường hợp khách hàng của mình tên là Trang. Trang là người gốc Đà Nẵng, em ấy có một thân hình cân đối, một công việc ổn định. Trang tâm sự với Mai rằng, em rất có thực lực nhưng em không thể thăng tiến cao hơn trong công việc. Do không biết cách chăm sóc da nên ở hai bên má của Trang xuất hiện những cái mảng nám rất đậm màu mà trang điểm thì không thể che đi được, cộng với những cái vết chân chim ở khóe mắt mỗi khi cười. Điều này khiến cho Trang thiếu tự tin, ngại giao tiếp với khách hàng cũng như là ngại cùng chồng đi đến những nơi đông người. Trong suốt những cái quãng thời gian tư vấn của mình, Trang thường nói với Mai rằng: em không làm được đâu, em không có nhiều tiền, em không có thời gian. Mai muốn tất cả các bạn nhận ra một điều rằng tất cả chúng ta, ai cũng có những tố chất để có thể trở nên xinh đẹp hơn. Ngay cả đối với những người tiêu cực như Trang cũng vậy. Lý do là vì trong suốt quãng thời gian tư vấn của mình, Mai đã gặp cả ngàn phụ nữ như vậy rồi. Không cần phải dùng mỹ phẩm đắt tiền, mà chúng ta cần phải có một phương pháp chăm sóc da đúng cách, chắc chắn da bạn sẽ đẹp lên. Và tất cả chúng ta cần phải hiểu một điều rằng, không phải chúng ta dùng mỹ phẩm gì cho da đẹp lên, mà chúng ta phải dùng mỹ phẩm như thế nào để da sẽ đẹp lên. Và Mai sẽ gói gọn toàn bộ những cái bí quyết trẻ hóa làn da của mình trong khóa học này. Khóa học này sẽ khác hoàn toàn những cái khóa học để dạy về chăm sóc da khác, không sử dụng những cái biện pháp xâm lấn gây tổn thương đến làn da. Và khóa học sẽ dạy cho bạn không phải chăm sóc da sẽ dùng những cái món đồ mỹ phẩm nào, mà làm như thế nào để phát huy được tối đa công dụng của những cái món đồ mỹ phẩm cơ bản. Và trong khóa học này, bạn sẽ sốc khi bạn nhận ra một điều rằng mỹ phẩm trị giá 10 triệu, 20 triệu hay thậm chí chỉ 500 nghìn đồng, tất cả đều tùy thuộc vào nhận định và cách sử dụng của bạn. Trong khóa học trẻ hóa làn da đỉnh cao, bạn sẽ nhận được một bài kiểm tra giúp bạn hiểu rõ về làn da của mình và có một phương pháp chăm sóc da đúng cách. Những kiến thức về chăm sóc da một cách khoa học giúp bạn phát huy được tối đa tác dụng của những cái món đồ mỹ phẩm cơ bản. Bạn sẽ học được những cái kỹ thuật để giải quyết triệt để các vấn đề về da như nám da, sạm da, tàn nhang, vết chân chim, sánh cười hay là nếp nhăn ở ấn đường. Bạn sẽ sở hữu được những cái bí kíp trẻ hóa làn da đơn giản ngay tại nhà, dễ áp dụng. Vì vậy, còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu cuộc cách mạng làm đẹp ngay từ hôm nay. Mai rất vui khi được đồng hành cùng với bạn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.